Chào tuần mới anh chị, và rất vui được gặp lại anh chị trong chương trình Nhịp đập thị trường thứ hai đầu tuần. Trong chương trình ngày hôm nay thì nội dung chính của chúng ta sẽ gồm có 3 phần chính. Thứ nhất là phần điểm qua về diễn biến giao dịch thị trường trong chương trình ngày hôm nay. Thứ hai thì anh sẽ chia sẻ cái quan điểm của anh về thị trường cũng như là cái nhóm ngành, nhóm cổ phiếu nổi bật trong phiên ngày hôm nay. Và thứ ba là phần Q&A, là phần mà các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp các hỏi của anh chị, khách hàng về thị trường, về cổ phiếu. Và ngay từ bây giờ thì anh chị có thể để lại cái câu hỏi của mình trong phần chat, thì tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp ạ. Linh xin phép giới thiệu đến anh chị khóa học DigoDigit, khóa học về la bàn giao dịch chứng khoán. VD thường xuyên tổ chức khóa học về giao dịch kỹ thuật để hỗ trợ anh chị có thể xác định được cái thời điểm yếu tố về mặt thời điểm thị trường, xác định được cái thời điểm mua, thời điểm bán, hay là lựa chọn được những cổ phiếu tốt theo cái các tín hiệu về mặt kỹ thuật để anh chị có thể chủ động trong việc tham gia thị trường. Thì anh chị có thể tìm hiểu kỹ hơn khóa học này thông qua các bạn chuyên viên quản lý tài khoản của anh chị, hoặc link tí nữa Linh sẽ gửi lại cái đường link trong phần chat, anh chị có thể tham khảo chi tiết khóa học này trong phần đó. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay thì anh Nguyễn Trung Du. Anh Du hiện là chuyên gia chiến lược giao dịch, và anh Du đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trên thị trường, và hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh Du trong chương trình ngày hôm nay sẽ hữu ích cho anh chị trong quá trình anh chị tham gia trên thị trường. Và để đảm bảo cái không ảnh hưởng đến các anh chị khác khi tham gia chương trình, thì anh chị vui lòng tắt mic khi chương trình diễn ra. Xin cảm ơn anh chị. Và Linh xin phép được bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Phiên giao dịch hôm nay là một cái phiên mà rất đáng chú ý, khi mà cái lượng hàng T+3 hoặc cái phiên giao dịch cái phiên thanh khoản kỷ lục phiên thứ tư tuần trước về tài khoản, khi mà có đến 49.000 tỷ, nếu tính cả trên hai sàn, nếu tính cả thỏa thuận, là T+3 của cái phiên giao dịch kỷ lục về tài khoản. Thì thị trường của chúng ta phiên ngày hôm nay mở cửa khá là tích cực khi mà tăng ngay trong đầu phiên, và sau đó duy trì được gần như là đi ngang trong khoảng thời gian suốt cả phiên sáng. Và đặc biệt là sang đến đầu phiên giao dịch chiều, thị trường đã có một cái nhịp tăng khá là tốt. Nhịp tăng khá là tốt. Đây chúng ta có để ý rằng là có thời điểm mà chỉ số VN Index có thời điểm tăng lên đến chỉ số VN Index có thời điểm tăng lên đến mức 1.470 điểm trong đầu phiên chiều. Và nếu quan sát kỹ thì anh chị sẽ thấy rằng thời điểm đó là cái nhóm cổ phiếu nhóm cổ phiếu ngân hàng là nhóm cổ phiếu mà tăng khá là tốt trong cái nhịp đầu của phiên dịch buổi chiều ngày hôm nay. Tuy nhiên thì sau đó cái áp lực bán xuất hiện và đẩy và khiến chỉ số giảm trở lại. Và sau đó tầm khoảng 2 giờ hơn 2 giờ thì cái lực cầu cũng đã xuất hiện để đẩy chỉ số tăng trở lại. VN đóng cửa chỉ số VN Index tăng 11 điểm, tương đương với 0,76%. Chỉ số VN30 ngày phiên ngày hôm nay thì có thời điểm phiên buổi chiều khi mà cái áp lực bán xuất hiện khiến cho chỉ số có lúc thời điểm về đỏ trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên thì ngay sau đó lực cầu đã vào thị trường và kéo chỉ số tăng điểm trở lại, và kết phiên chỉ số VN30 tăng gần 4 điểm, tương đương với mức tăng là 0,25%. Về giao dịch của khối ngoại trong phiên ngày hôm nay thì giao dịch khối ngoại phiên hôm nay mua dòng trở lại khoảng hơn 540 tỷ, và cái top nhà đầu tư mua dòng thì tập trung vào các cổ phiếu như là Hoa Phát, Vinamilk hay là một cổ phiếu GEX. Bên cạnh đó thì bán dòng cổ phiếu SSI, CMX hay là Hoa Sen. Nhìn về cái độ rộng của thị trường trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái độ rộng của thị trường trong chỉ số VN30 Index thì thiên về chiều hướng tích cực hơn, khi mà có đến 288 mã tăng giá, chúng ta có 174 mã giảm giá, và cụ thể là có đến 34 mã tăng trần trong phiên ngày hôm nay. Nhìn sang nhóm VN30 thì chúng ta có 17 mã cổ phiếu tăng giá, 12 mã giảm, và cái giá trị giao dịch của thị trường của chỉ số VN Index trên HO hôm nay thì chiếm đến gần 32.000 tỷ, và đây cũng là một mức thanh khoản tiếp tục duy trì mức cao trong phiên dịch ngày hôm nay. Nhóm chứng khoán trong phiên ngày hôm nay là cái nhóm mà tiếp tục có một cái tín hiệu khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay, khi mà các cổ phiếu như VND rồi SSI, HCM hay VCI cũng duy trì được cái đà tăng khá là tích cực trong phiên hôm nay. SSI hôm nay là cổ phiếu mà có cái mức độ tăng tốt nhất của thị trường trong phiên ngày hôm nay. Đấy, SSI là cổ phiếu mà tăng tốt nhất trong nhóm VN30. Tiếp theo đó là đến Masan tăng 2,8%, và Vinamilk cũng tăng gần 2%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng là một nhóm mà cũng rất nhiều nhà đầu tư chú ý đến phiên ngày hôm nay, khi mà trước đó nhóm cổ phiếu ngân hàng trong cái phiên ngày 3 tháng 11 là cái phiên mà mặc dù chỉ số VN-Index giảm điểm, tuy nhiên thì VN30 lại lại chiều hướng tích cực hơn do hiệu ứng từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thì phiên ngày hôm nay là phiên T cộng 3 của cái lượng hàng ngày hôm đó về. Thì trong phiên ngày hôm nay chúng ta thấy nhóm ngân hàng có cái sự phân hóa khi mà các cổ phiếu như là BID, STB, Tiên Phong Bank hay là Vietcombank tăng nhẹ khoảng gần 1% trong phiên hôm nay. Thì ở chiều ngược lại các cổ phiếu như là Techcombank, VPBank hay là MB thì cũng điều chỉnh giảm nhẹ đến phiên hôm nay, mức độ giảm chỉ khoảng từ 0.5 đến 1% thôi. Còn các cổ phiếu trụ khác thì chúng ta thấy trong phiên ngày hôm nay cũng duy trì được cái tín hiệu cũng khá tích cực, mặc dù cái mức độ tăng giá không nhiều trong phiên ngày hôm nay. Nếu nhìn kỹ hơn về cái diễn biến sau phiên dịch hôm nay thì anh chị thấy rằng là cái phiên này là phiên tượng cùng ba của cái phiên thanh khoản kỷ lục về, tức là phiên đó chúng ta có gần 1,5 tỷ cổ phiếu khớp lệnh trên VN-Index. Thì phiên ngày hôm nay cái hàng tượng cùng ba về chỉ số VN-Index của chúng ta khá là tích cực khi mà đóng cửa cao hơn cái mức mở cửa của cái phiên giao dịch ngày 3 tháng 11, tiếp tục duy trì một cái nến xanh. Thanh khoản thì có sự cải thiện so với 20 trước và tiếp tục duy trì trên trung bình của 20 phiên. Đây vẫn là một tín hiệu tích cực của chỉ số VN-Index đến thời điểm hiện tại. Nhìn về chỉ số VN30 chúng ta chứng kiến bốn phiên liên tiếp chỉ số VN30 đóng cửa ở mức gần như đánh cái nến biến động khá là thấp, cái nến doji. Và phiên ngày hôm nay là cái phiên có hơn 300 triệu phiếu trên của viên bao nhóm VN30 về tài khoản. Và phiên ngày hôm nay thì thanh khoản quả phiên ngày hôm nay cũng tăng trở lại tích cực hơn so với 2 phiên trước và lớn hơn trung bình của 20 phiên. Nhìn chung thì nhóm cổ phiếu VN30 thì cũng giống như các cái chương đã trao đổi các chương trình trước, thì VN30 cũng đang đang cho thấy rằng không được tích cực bằng VN-Index khi mà các cổ phiếu trong trong nhóm VN30, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng, vẫn đang trong một cái xu hướng sideways ngắn hạn. Và chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi những cái tín hiệu tích cực hơn từ nhóm nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngân hàng. Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên nay khá là tích cực khi là VND, VCI, SHS đều có duy trì tín hiệu khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu nhóm ngành cảng biển cũng có cái tín hiệu khá tích cực trong hôm nay, HAH, Simdev, mặc dù các cổ phiếu này đều đang giao dịch ở dưới cái vùng vùng đỉnh ngắn hạn. Linh vừa có chia sẻ về cái diễn biến giao dịch của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Anh Du, anh có thể chia sẻ một chút với anh chị nhà đầu tư cái quan điểm của anh về thị trường, đặc biệt là một cái phiên mà cái khối lượng T cộng 3 của cái phiên kỷ lục về tài khoản. Thì anh có thể chia sẻ một chút với anh chị nhà đầu tư về cái xu hướng thị trường, rồi cái nhóm ngành cổ phiếu tiêu biểu trong phiên ngày hôm nay không ạ? Xin chào các chị nhà đầu tư, tôi gặp lại các chị trong phiên dịch đầu tuần và ta có thêm một phiên giao dịch tăng điểm nữa. Diễn biến thị trường nhìn chung thì nó cũng ngày càng tích cực thôi, cái dụng đây có thể nó tích cực lắm. Đây vẫn là một phiên tăng điểm ở phiên index và chúng ta cũng vẫn tiếp tục trên cái hành trình mà đi về cái 525-530 mà cá nhân tôi kỳ vọng nó chỉ được. Chỉ có điều hôm nay thì trong phiên này nó cũng có vài cái nhịp mà thị trường lắc tương đối mạnh, có lẽ do cái tâm lý của nhiều người mua ở phiên giao dịch ngày trước và về tài khoản, thì nhất là những phiếu ngành ngân hàng này, thì thua lỗ nhẹ nhẹ thì có thể tâm lý một người cũng hơi áp lực. Còn những cổ phiếu các ngành khác thì cái tư thế nó rất tích cực và hôm nay nhìn theo ngành thì nó cũng không quá nổi bật theo ngành đâu, thấy ngành thì rất là tích cực. Đạm thì vẫn là đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ thôi ạ, vẫn là hai trạng thái tích cực nhất ngành này. Hay ngành chứng khoán hôm nay VND vẫn tích cực, vẫn là cổ phiếu rất là mạnh. Hoặc trường hợp nhỏ hơn như CDS này là một phiên tăng trần, breakout cũng khá đẹp. Rồi ngành vận tải biển, cảng biển và container thì ví dụ như trường hợp như Tân Cảng này là phiên tăng rất là tốt này. Hay là PSC, con ship vẫn tăng rất là tích cực, hôm nay phiên tăng trần. Thì cái chú thấy là mỗi ngành nó đều những cổ phiếu rất nổi bật, ngay cả ngành bất động sản này nhớ lại những đất xanh tăng trần đỉnh. Thì hiện tại cổ phiếu hay là thị trường thì nó vẫn tích cực thôi, và hôm nay cái số lượng cổ phiếu tăng thì cũng chiếm đa số, thì nó cho thấy là
hầu hết mọi người thì vẫn kiếm được tiền trong ba tháng năm thôi. Mình thống kê lại cái lượng chia tiền trong tháng ba gần đây thì thấy rất nhiều phiếu vẫn có cái mức lãi trên 10%, là cái độ chia tiền cũng vẫn khá tốt trong cái giai đoạn này. Mà có cái điều nó hơi khác biệt chút là cái số lượng cổ phiếu có vốn hóa tầm trung và vốn hóa lớn thì nó ít dần, và mình đang thấy là cái số lượng cổ phiếu mà vốn hóa nhỏ nó đang chiếm quá đa số, nhiều phiếu vốn hóa rất là nhỏ và thấp. Thì đấy là những dấu hiệu mà đáng lưu tâm một chút. Thì mấy những ngày ở đây thì có lẽ nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến cái tình hình margin trên thị trường, thì mình cũng thấy nhận được nhiều câu hỏi của các nhà đầu tư liên quan đến tình hình margin của các công ty chứng khoán và người phải quan ngại việc đấy. Thì, theo thông tin cá nhân giúp biết và cũng có tham khảo quá lớn, đấy là cái sức mua các chứng khoán lớn thì nhìn chung thì không phải là hết đâu, nó vẫn có sức mua, vẫn còn margin để cho vay. Nhưng mà cái sức mua của nhiều cổ phiếu trong một vài tuần gần đây thì có lẽ là do cái mức độ nóng của thị trường và mức độ tham gia của các nhà đầu tư cá nhân quá mạnh, đó là nhiều cổ phiếu headroom margin, headroom mặt kỹ thuật. Thì đấy có thể là một vài tín hiệu mà nó khiến cho tâm lý thị trường hiện nay nó cũng có sự trồi sụp. Cá nhân nghĩ là thị trường đã khá quen với cái việc mà bị cạn vốn margin rồi, vì cái lượng khách hàng F0 tham gia trên chứng khoán từ năm ngoái nay tăng rất là đột biến, và quy mô vốn các chứng khoán thì tăng, số thì đã hoàn tất tăng vốn trong năm nay. Generex, NHS, MBS, rất nhiều chứng khoán thì mới đang trong tăng vốn hoặc là chưa tăng, nên là cái khả năng của các chứng khoán đáp ứng được cái nhu cầu các chứng khoán bình thường. Hai, chúng ta thấy là những nhà đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến giờ cũng bán dòng rất nhiều, anh Dung nhớ bán khoảng hơn 60.000 tỷ, tương đối lớn, và nó khiến cho cái lượng tiền nhà đầu tư nộp vào mới hao hụt, nó khiến cho khi nó tăng lên. Nếu Dung nghĩ là cái thông tin đấy khiến tâm lý trường thận trọng hơn thì cũng tốt thôi, tại vì thị trường nó bớt nóng ấy. Và cái quan trọng là cổ phiếu nó bớt phân hóa được với mình, thì index hay là các chỉ số thì nó đi ngang cũng được, quan trọng là thị trường nó có cơ hội, mức độ phân hóa nó vẫn duy trì từ 50% 40% lên, không có gì đáng ngại đâu. Vẫn quan trọng là cổ phiếu nào đâu, đúng không ạ? Hai nữa là cá nhân nghĩ là cái nếu mà chúng ta đặt một cái kịch bản lên 1525, 1530 thì tại chúng ta đã đi được khoảng 65 đến 70% quãng đường rồi, nó chỉ cách cái đích khoảng 30% so với cái mục tiêu nữa. Nó cũng có những cái rủi ro chúng ta phải thận trọng, và cái cách thận trọng tốt nhất là chúng ta cân đối bằng cái tỷ trọng danh mục cổ phiếu thôi, tức là chúng ta có thể là cân đối lại tỷ trọng danh mục, ta giảm bớt những cái vay nợ margin đi cho nó hạn chế rủi ro. Vì về mặt kỹ thuật thị trường nó hoàn toàn có thể có những cú mà nó lại cái 1.125 nó đã rất cao, hoặc là cái kênh giá mà tính tháng 10 rồi khi nó bắt đầu đi lên 9 nó cũng là hoàn toàn bình thường, và mình cũng phải dự phòng trước bản đấy. Trong những cổ phiếu ngành bất động sản thì từ tuần trước đến bây giờ thì nó đang theo hướng nhanh rồi, sau khi nó tăng nóng. Còn lại thì ở các ngành thì vẫn có một vài cổ phiếu tên, số lượng đang ít dần. Ta phải lưu ý cái đấy chút, cái số lượng cổ phiếu chia tiền trong tháng 3, tháng 5 nó không còn sập sinh của hai tuần trước nữa. Dù thấy là không có nhiều cổ phiếu mức chia tiền trên 2% như vài tuần trước, nghe là còn gần nhất thôi. Còn những cái cổ phiếu mà chia tiền ở mức độ phổ biến là 10%, quanh 10%, xoay quanh mức 10%, nghĩ là trường thì vẫn tốt thôi và chưa gì tiêu cực cả. Và cái triển vọng trường thì vẫn giữ quan điểm là 1525-1530 từ nay đến cuối tháng 12 dương lịch. Còn cái rủi ro điều chỉnh thì có thể xuất hiện, mình thấy là nhìn theo các cổ phiếu vốn hóa lớn ấy, hay nhìn theo VN30, cái rủi ro điều chỉnh có vẻ nó đang rõ hơn một chút, là nó vẫn chưa chịu đỉnh. Cái nào VN30 vượt đỉnh thì chúng ta cảm thấy yên tâm hơn. Và mình nghĩ là mọi người ưu tiên trong tuần này, tuần tới thì cái việc mà về thị trường chứng khoán, trên cái việc mà bán nhiều mũi là cái quan điểm chế định, và cái điểm chế định là trong giai đoạn thị trường nó nóng mà mình bắt đầu nghi ngờ những cái rủi ro nó có thể xuất hiện trong ngắn hạn, thì thường mình cầm 100% cổ phiếu thì mình bán đi 3 phần thì mình mua lại 1 phần thôi, bán đi 2 phần mình mua lại 1 phần, bán đi 5 phần mình mua lại 2 phần, là mình giảm dần cái tỷ trọng tham gia vào thị trường, và mình dành cái phần tiền mặt nhiều hơn để mình phòng do có thể.
Đấy là cái quan điểm của tôi, còn nhìn chung là nó vẫn tích cực và các cổ phiếu thì nó tùy thuộc vào người đang cầm nhiều hơn thay vì lo ngại thị trường, và nó chưa có gì xấu để mà chúng ta đưa một cái quan điểm xấu thị trường cả, và chúng ta cũng nên cẩn thận những cái biến cố nó có thể xuất hiện một cách bất ngờ trong một hai phiên thôi, nó không phải là cái cú đảo trend lớn đâu, nhưng mà cái là những cái hai phiên mà cũng có những tảng cảnh tốt ấy, và cái sự chuẩn bị trước đấy là cơ hội mà người là biến nó thành cái thảm họa, có thể ứng xử với phiên đấy nó tiêu cực quá thì mình là người đánh mất cơ hội. Dành thời gian để đáp các cái câu hỏi của các anh chị này. Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ của anh Du về góc nhìn về thị trường, cũng như anh cũng đã trao đổi rằng là thị trường ở thời điểm hiện tại thì vẫn khá là tích cực. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên thận trọng khi mà cái chỉ số VN30 của chúng ta hiện tại vẫn chưa vượt đỉnh, nên nó vẫn còn hàm chứa những cái cú điều chỉnh nếu có thị trường ở thời điểm hiện tại. Sau đó anh chị, thứ nhất anh chị ở thời điểm này anh chị hạn chế những trạng thái mua đuổi những cổ phiếu mà đã tăng nóng, đồng thời thì anh chị tập trung vào tốc độ anh chị cơ cấu danh mục trong theo hướng mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu, bởi vì giai đoạn hiện tại thì cái mức độ phân hóa ở các nhóm ngành hay các cổ phiếu nó vẫn khá là mạnh trong thời gian vừa rồi. Tiếp theo đến phần Q&A, ở đây có một anh khách hàng có hỏi về đánh giá chiều mua vào cổ phiếu HNG và SBT. Thế Du thì chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này được không ạ? Trường hợp của HNG hay HAG là Du thấy nó bắt hồi đầu cũng mấy phiên nay nó cũng hay đi cùng nhau thôi. Trạng thái của những cổ phiếu như này thì bản chất nó là hồi phục thôi, lên sàn rồi thì cổ phiếu rơi rất là sâu và rất nhiều cổ đông đã thua và kết quả kinh doanh vẫn rất là tệ hại, Thaco đang ném rất nhiều tiền. Thần mặt kỹ thuật cá Du nghĩ là nó đang có cái vùng kháng cự ở giá 10, thì nếu mà hồi phục thì nó sẽ có thể là nó sẽ hướng về vùng đấy, và nếu mà nhìn ở mức giá hiện tại mà để chết đinh vừa sóng hồi phục mà cái kỳ vọng không sự lớn ấy, cá Du khuyên là không nên chết đinh, là không cố chết đinh của phiếu dạng này, người thấy là sóng xuống là chủ đạo. Chúng ta chết đinh để muốn kiếm lợi nhuận tốt thì thường chết cổ phiếu là sóng tăng, còn sóng hồi là sóng hồi phục dạng như này thì nó sẽ khó để kiếm được cái mức lợi nhuận tốt. Cá Dung nghĩ nó sẽ phù hợp với những ai đang kẹt hàng để đợi giảm bớt cái thiệt hại để bán thôi. Còn trường hợp của HAG nó tương tự, HAG ngày xưa là hai công ty mẹ con với nhau, thì HAG nó trong một năm qua nó diễn biến người thấy nó tương tự thôi, cứ về 4 lại lên đến 6.5 rồi lại bị bán dội lại nhiều sóng như thế rồi. Thật ra là cái sự chuyển biến của những cổ phiếu dạng này Cá Dung nghĩ là cũng chưa nhanh được. Còn trường hợp của SBT thì là trường hợp mà Cá Du cũng trao đổi nhiều lần với các anh chị, tức là ở cái góc độ cơ bản kỹ thuật thì Cá Du không tưởng tư vấn cổ phiếu này đâu, bởi vì cái diễn biến của nó rất là ảo, nhiều cái cú rơi nó rất là bất thường. Về mặt cơ bản thì mình không thực sự tin tưởng nó lắm đâu, nó không đạt các tiêu chí về mặt cơ bản đặt ra. Thế có những cú rơi nó rất là bất thường và có những cái đợt thanh khoản mình thấy là nó cũng được thanh khoản rất là đều. Và cái Du thường nghi ngờ những cổ phiếu nào mà thanh khoản nó dại như này, rất nhiều phiên lên tiếng và cái diễn biến nó thì bất thường ở trên đầu tư, là mình sẽ không tư vấn như này được, khi mà mình không tin tưởng thì mình sẽ không tư vấn. Vâng ạ, xin cảm ơn cái chia sẻ của anh Du về hai cổ phiếu trên. Ở đây có một chị khách hàng có xin hỏi về chiều nắm giữ cổ phiếu OCB, VND và BSR, thì anh chia sẻ một chút về ba cổ phiếu này được không ạ? OCB thì cá nhân vẫn duy trì quan điểm nắm giữ thôi, nó đang là những cổ phiếu mà tốt nhất của ngành ngân hàng về xu hướng rồi, xu hướng nó vượt đỉnh và đang nó đã vượt đỉnh xong rồi còn điều chỉnh ký kết nó đang lên, mình vẫn quan điểm ngắn hạn nó sẽ tiến được khoảng 3-2. Có OCB và gần đây nhất mình thấy gần đây có MSP là những trạng thái mà vượt đỉnh khá đẹp, và những trạng thái này rõ ràng là nó xứng đáng để chết đinh nhất trong nhóm ngành ngân hàng rồi. Còn những cái trạng thái khác kể cả cơ bản tốt như Tech hay MB hay là ACB, người thấy là để chết đinh cũng dễ kiếm được 10% đúng không ạ? Thường nó là sideways và nó hồi phục ấy, rất khó để kiếm lợi nhuận, nó hợp với đầu tư hơn. Còn những trường hợp của MSB, OCB gắn chung là hoàn toàn mạo hiểm được. Và như OCB nó qua một điểm mua tốt rồi, thì cái kỳ vọng không có lớn ấy, nên ra là không nên mua đuổi nữa và nên giữ và đợi cái kỳ vọng này chốt thôi. Còn trường hợp của MSB thì nó mới mấy phiên này nó mới break thôi, break test hai phiên đang bật lên, người có thể cân nhắc ở trong hai phiên. Và anh Du nghĩ là nó tương tự trường OCB thôi, kỳ vọng nó có thể phần này thì nó có thể kỳ vọng khoảng 28 sẽ hợp lý, nó bằng lại cái giá tăng nó có vẻ hợp lý.
trong ngắn hạn thì đã Dung nghĩ là nó phù hợp để nắm giữ tiếp, chứ là VD thì quá tốt để nắm giữ rồi. Và như trao đổi với anh chị trong tuần giao dịch trước, cái Dung nghĩ là không nên đoán đỉnh. Một cổ phiếu đang mạnh không có đỉnh như này thì mình cứ nắm giữ thôi. Với thế thanh khoản thị trường càng ngày càng tăng, và các công ty chứng khoán thì ngay cả VN-Index tăng vốn xong thì cái lượng tiền cũng được sử dụng cho margin cũng rất là quyết liệt, khách hàng dùng rất là nhiều, và thanh khoản thị trường càng ngày càng tốt thì không có cớ gì một công ty chứng khoán mà cái lượng F0 của ngày tham gia càng nhiều và margin càng ngày càng cho vay được nhiều, cộng với lại thanh khoản càng ngày càng tốt, không thu được những lợi nhuận tốt trong quý này cả. Tốt nhất là chúng ta không nên đoán đỉnh, mà chúng ta chấp nhận một cái mức trailing stop, tức là để giá nó chạy đến khi nào mà nó sụt lại 8-10% chúng ta chốt lời thì nó sẽ hợp lý nhất cho những cổ phiếu mà đang khỏe cố định. Nó giống như dạng một số cổ phiếu gần đây nó tăng IDC chẳng hạn, phiếu sau khi nó break xong nó tăng, người thấy là càng đoán đỉnh chúng ta sẽ càng dễ mất hàng. Thế là đoán đỉnh thì chúng ta sẽ mất hàng liên tục vì cổ phiếu nó đã tăng rất là miệt mài. Tốt nhất là cứ tận hưởng theo cái làn sóng tăng, chúng ta chấp nhận là mất đi 10% lợi nhuận khi nó quay đầu thì có thể nó lên đến giá 8x, 9x hay 100 thì chúng ta không bị mất hàng. Bây giờ cái giấc mơ của những cổ phiếu như VD thì nó vô cùng là không dám đưa ra một cái mức kỳ vọng là nó về mặt con số cả, và nên để cho nó chạy ra thị trường và khi nào nó đang và khi nào nó lùi lại 10% thì mới chấp nhận và đem cái số lợi nhuận về thôi. Là của BST thì Đan Du cũng trao đổi nhiều lần rồi, nó không có gì mới, mình vẫn giữ quan điểm là cùng 25-26 là cùng, mình có thể cân nhắc cái việc mà chốt lời. Nó cũng cho thấy là tuần trước nó chạm đấy nó cũng yếu rồi, bây giờ tuần này nó có hồi lên thì cũng khó để mà có cái kỳ vọng nó mạnh hơn. Thực ra thì trong tuần trước Du có nói người là trừ của PVD nó cũng tích cực hơn hai trường của OI, là hai cái trạng thái nó mới break lên thì nó đi lên, nó còn nhịp đi lên tiếp được. Còn những BST thì có lẽ phải đợi đến kết quả kinh doanh quý 4, thì bây giờ mọi người đang kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 4 của BR sẽ rất là tốt do cái lượng hàng tồn kho trong cả quý 3 do giãn cách ấy. Thì có thể là cuối thời điểm 4 có thể là những cái thời điểm tốt của BR. Còn ngắn hạn thì nó trước lại rồi thì tốt nhất là nếu mà mình chơi ngắn hạn thì mình chấp nhận là take profit về thì dùng cái tiền để dự phòng những cơ hội mới, hoặc là mình dự phòng những do chuyển áp lực. Là mua mới cổ phiếu này tất nhiên là không nên, còn trước lời thì cân nhắc là 15-16 trong tuần này nó không vượt thì nên quyết liệt cho nó an toàn. Vâng ạ. À, xin cảm ơn anh Du về phân tích của ba cổ phiếu trên ạ. Ở đây có một anh chị khách hàng có hỏi về chiều mua vào của các cổ phiếu là Vinhome, Techcombank và FPT, ba cổ phiếu cũng lớn trong cuốn trong nhóm viên 30. Thì anh Du có thể chia sẻ một chút về ba cổ phiếu này không ạ? Các cổ phiếu này trong các buổi trước, trong cả tháng qua thì Du luôn di chuyển này, nó không phù hợp với các anh chị chia đinh đâu. Thì cái lịch sử chia đinh của Vinhome thì nó cứ vượt đỉnh nó lại rơi, và thực ra mọi người thấy là mẫu hình giá từ tháng 4 năm ngoái giờ nó bị vỡ rồi. Nó bị vỡ xuống tăng giá trung hạn, nó đang hàn gắn lại, nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Và xác suất vượt đỉnh của nó rất là thấp. Các cú hồi phục vừa qua nó chỉ chạm là cái kênh giá nó đã vỡ và nó bị giật ngược lại. Cổ phiếu này nó không phù hợp chia đinh và mình cái Du khuyên là mọi người không bị mua. Khó là kiếm lợi nhuận ngắn hạn, còn nếu mà đầu tư thì anh chị nắm giữ dài hạn vài ba năm thì mình nên đọc báo cáo phân tích, mình có cái tầm nhìn về doanh nghiệp nó khác. Còn trong ngắn hạn để chia định cổ phiếu này từ nay đến cuối năm mà có lãi cái cũng tương đối khó. Trường hợp của Techcombank thì nó cũng tương tự, Techcombank thì nó dễ chia định hơn, từ trước thì nó dễ chia định hơn, nhưng mà nếu mà người nhìn thì nó cũng rơi vào trạng thái nó bị sideways rồi. À, nó đang có cái kháng cự ở vùng 54 cũng rất là khó chịu. Trong cả tháng qua nhiều lần phiếu nó lên rồi nó bị dội lại, thế nó tăng rất là tốt nhưng mà đến khi dội lại vài phiên thì lại về mo và cuối cùng là không vượt được. Thế ví dụ như phiên thứ tư tuần trước rất tích cực và chỉ cần dướn thêm một phiên nữa thì nó bay rất nhanh về đỉnh, thậm chí là lúc đấy nó sẽ xuất hiện những xác suất có thể đã kỳ vọng vượt đỉnh, nhưng mà chỉ được một phiên thì lại xịt mất ba phiên. Và nếu mà những ai mua đuổi phiên đấy lại thì ba về lại hòa với lại lỗ nhẹ, tức là nó không thực đáng. Nay rất nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng bị tình trạng này, tức là mua xong về T+3 bị hòa lỗ nhẹ, nó không tích cực cho VN30 lắm. Còn nếu hôm nay mà T3 các cổ phiếu ngành ngân hàng về mà có lãi, tức là được chia tiền xúc xanh, thì rõ ràng thì cú mà khởi nghĩa của ngành ngân hàng của thứ tư tuần trước nó bắt nguồn từ những nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư có sức mạnh tài chính tốt và đang dẫn dắt có tăng để mà tìm cái làn sóng mới. Đang Du thấy là như này nó chỉ là cái hiệu ứng của đám đông của thứ tư trước, và
và sau vài phiên lại quay về cái trạng thái nguội lạnh như cách đây vài tuần, thì cả nhưng tôi vẫn duy trì quan điểm Techcombank thì nó sẽ thiên hướng nó tiến đỉnh vũ đường. Cái định giá cơ bản của Techcombank hôm nay các công ty qua định giá khoảng 60-68 nghĩ là hợp lý, nên nhìn mặt cơ bản thì nó vẫn có kỳ vọng là nó lên lại vùng đỉnh vũ đường, và nhìn triển vọng năm tới quá là sáng. Có phải đợi thêm một thời gian nữa có những chuyển biến mới thì chết định, còn hiện tại như này thì chắc là khó chết định rồi. Biên biến động trong thời gian từ tháng 7 đến giờ là gần 4 tháng rồi, biến động có khoảng từ 8 đến 6 giá đó, khoảng 10%. Biên biến động là quá khó chết định. Đầu tư thì cả anh Dung, anh chị tiếp tục nắm giữ được. Nhưng mà rõ ràng mình phải hiểu đến là mình đầu tư nắm giữ lâu dài. Còn nếu như chết định ngắn hạn thì sẽ rất là khó đấy, hơi mệt mỏi khi nhìn các phiếu khác tăng. FPT giờ nó cũng gần như tương tự rồi, mặc dù là trước đây nó có quyết định là tháng 10, nhưng mà nếu mà nhìn lại mình thấy là sau cú đấy nó cũng hết xung lực, và nhìn lại đến bây giờ nó cũng bị trở lại xem quay trong cái trạng thái nhỏ, khó là chứng minh đầu tư thì vẫn nắm giữ được thì nó chưa có gì xấu cả, và kể cả nó có xấu thì nó xấu ngắn hạn luôn. Cái triển vọng chung dài hạn FPT thì các bên đánh giá vẫn rất là tích cực, và cá nhân hoàn toàn đồng tình quan điểm đấy. Còn ngắn hạn như này là chắc chắn là không chứng minh được. Nếu mà anh chị đang đầu tư nắm giữ chung và dài hạn thì anh chị nắm giữ, còn nếu mà ngắn hạn thì anh chị hoặc là có thể là áp lực có thể giảm tỷ trọng để tìm kiếm cơ hội khác đỡ áp lực. Vâng, xin cảm ơn anh Du. Ở đây có một chị khách hàng có hỏi về mua các mã nào thuộc nhóm xuất khẩu như là thủy sản, gỗ hay dệt may. Thì theo cá nhân Linh nghĩ rằng nhóm thủy sản, nhóm xuất khẩu vừa rồi cũng khá là tích cực, trong đó thì có thể nói nhóm thủy sản. Thủy sản thì chúng ta có ANV, VHC hay là FMC là những cổ phiếu mà nổi trội về xuất khẩu cá tra hay xuất khẩu tôm. Tuy nhiên thì ở thời điểm ngắn hạn ấy, thì các cổ phiếu phiếu đó thì gần như là không còn một điểm mua ngắn hạn đủ tốt để có thể quản trị được rủi ro nữa. Do đó thì tạm thời ngắn hạn cái nhóm thủy sản thì chúng ta nên quan sát thêm. Nhóm gỗ thì chúng ta trên sàn thì chỉ có Phú Tài là một nhóm cổ phiếu về xuất khẩu gỗ là có yếu tố cơ bản cũng khá là tích cực. Tuy nhiên thì về trạng thái kỹ thuật của Phú Tài ở thời điểm hiện tại thì chắc có lẽ chúng ta phải chờ thêm cái phản ứng giá của cổ phiếu này. Và Phú Tài thanh khoản của Phú Tài cũng khá là thấp, khoảng tầm trung bình khoảng tầm mấy trăm k một phiên thôi, trung bình 20 phiên thì khoảng tầm 300 gần 400k trung bình 20 phiên, và đang có hỗ trợ ở đâu đó quanh cái vùng MA của 50 phiên ở 110. Cái trạng thái này thì có thể tiếp tục theo dõi đối với Phú Tài. Về gỗ của dệt may thì trong thời gian vừa qua thì dệt may có VGT chắc là cổ phiếu khỏe nhất trong nhóm dệt may vừa rồi. Và dệt may thì cá nhân Linh nghĩ có một cổ phiếu là kiểu cổ phiếu Zinmec là cổ phiếu cũng khá là khỏe trong cái phiên hôm thứ 6 tuần trước, thì cổ phiếu này cũng đã vượt cái đỉnh ngắn hạn trong cái phiên thứ 6 tuần trước và hiện tại đang quay lại đi test cái đỉnh này. Thì nếu mà anh chị quan tâm đến nhóm cổ phiếu về dệt may thì cổ phiếu Zin là cổ phiếu cũng khá cũng có thể chờ điều chỉnh trong một vài phiên sắp tới để cân nhắc mua vào. Còn các cổ phiếu khác như VGT hay là TCM hay TNG thì cũng không ngắn hạn không có một điểm mua tốt cho nhóm này. Thì đấy là cái chia sẻ của Linh về ba nhóm trên. Không biết anh Du anh có trao đổi gì thêm về câu hỏi này không ạ? Câu hỏi của anh chị hơi bao trùm quá nhiều ngành, quá nhiều cổ phiếu đấy. Nếu mà một phân tích phải đến gần 20 cổ phiếu đấy, thì Du chỉ đánh giá nhanh thôi. Những trường hợp của VTP, VCS là ngành đá, xuất khẩu đá, nó cũng qua giai đoạn tăng tốt rồi và nó đang ở cái phase điều chỉnh, mình không thể chết định được. Các cổ phiếu ngành thủy sản thì tự nhiên VHC này hay ANV nó qua điểm mua tốt hết rồi và giờ nó đang lên rất là cao, lên cao và nó rất là nóng trong ngắn hạn. Có thể triển vọng trung hạn rất tốt, nhưng mà chỉ lựa những thời điểm nó điều chỉnh ngắn hạn và nó tích lũy lại thì lúc đấy cân nhắc là, còn nếu mà mua đuổi thì nó sẽ có thể dính vào những cái đỉnh ngắn hạn thì không nên mua. Có cái trường hợp của Minh Phú thì anh Dung nghĩ là có thể cân nhắc được. Tôi nhìn vào Minh Phú, nếu mà mình nhìn thì trong vài tuần qua nó mới tăng được vùng 41 lên đó, ra thanh khoản từ 41. Bây giờ giá nó đang ở 647. Nhưng 1-2 tháng tới điều chỉnh quanh cùng 45, 46 người có thể cân nhắc được. Mua được càng thấp càng tốt. Bây giờ hỗ trợ của nó sẽ là cái mục đích cũng là vùng 44 ấy. Cứ mua ở vùng 45 đổ lên là được. Và mình đặt cái kỳ vọng là nó có thể lên đến vùng 55 chẳng hạn. Mình đặt cái ngưỡng cắt lỗ là nó vỡ ngược lại
7-8% thì mình cắt thôi. Thế nó sẽ vỡ lại khoảng tầm giá 43-2, mình cắt lỗ. Thì cổ phiếu này nó cũng tích lũy tương đối lâu, mình thấy là tích lũy từ tháng 3 rồi, cũng là quá trình tích lũy nó cũng tương đối ổn. Thay máu được hết những cổ đông trước đấy rồi và nó mới bắt đầu nhú lên. Nếu mà tính từ chỗ xuất phát, cái đây vài tuần thì nó cũng tăng khoảng 10% thì tiếp nhận được. Và nhìn chart thì nó khá đẹp vì nó không có đỉnh phía trước đó, có thể mạo hiểm được. Và những yếu thị sản khác thì nó tăng quá nóng rồi. Giờ mua thì sắp đến vùng chốt lời, ngay cả bản thân như ADV thì tôi người đầu tư có khuyến nghị mua vùng 32 thì cũng để cái kỳ vọng vùng 40 thì tôi đánh giá kỳ vọng lên 40 là sẽ nhắc về chốt lời thôi. Rất khó để mà mua đuổi khi mà kỳ vọng kiểu nữa. Còn những cổ phiếu ngành dệt may thì chờ của Zin thì nó rất là đẹp. Của Zin thì mới vượt đỉnh nhưng mà cái phiên này nó không được hàng đẹp lắm. Vì hôm qua đang tăng trần, hôm nay lại quay đầu luôn giảm. Nó tôi thấy là vượt được quyết liệt lắm. Và bản thân mình thì thích chất đỉnh mà nó không quyết liệt như này. Thế là vượt trước trần hôm nay, vượt nó ít nhất không trần thì phải tăng lấy khoảng 3-4% được trên đường. Đây là chặn cũng lại lùi lại. Và thanh khoản hơi bé, nó khó chất đỉnh. Còn nhiều của TCM là sóng hồi phục thôi. Thế là nó suy giảm từ tháng tư đến giờ, và cái định giá của phiếu này không hề rẻ đâu. Những người theo dõi trên cái trang Destock ấy, người sẽ nhìn cái định giá TCM nó không hề rẻ, nó có vẻ là cao hơn rất nhiều so với định giá trung bình của nó nhiều năm trước. Quý ba thì nó thua lỗ và quý bốn thì nó đang hồi phục, nhưng mà cái giúp là không dễ chứ định đâu. PB gần 30 lần, PB cũng 3.4 lần, giá rẻ lắm và đã qua thời điểm mua rồi. Trường hợp như PGT hay là TNG nó tương tự, nó không khác gì mấy cổ phiếu ngành thủy sản đâu. Nó đã bay tương đối cao so với các cái nhịp trước rồi, nó qua các cái vùng tốt, đáng dụng là không đuổi. Mình nên chọn những cổ nào nó phù hợp, mình không chọn được nhất là mình nên ngồi đợi đi. Vì những cái đợi một tuần hay là hai tuần có khi là các cơ hội lại xuất hiện, hơn là cái việc mình cố mình lao theo những cơ hội nào đấy nó không rõ ràng và mình mất tiền. Xin cảm ơn cái chia sẻ thêm của anh Du về các nhóm xuất khẩu trên ạ. Ở đây một anh chị khách hàng có hỏi thêm về chiều mua vào cổ phiếu PAN. Thì cá nhân Linh nghĩ rằng PAN, chúng ta nếu chúng ta nhìn thấy PAN trong một vài phiên gần đây, khối lượng giao dịch của cổ phiếu này có khá tăng khá mạnh do là cái hoạt động bán ra của khối ngoại hay là của công ty chứng khoán SDI. Và nhìn thuần về mặt kỹ thuật thì cổ phiếu này phiên ngày hôm nay đã có một phần đánh giá khi chạm cái vùng đỉnh ngắn hạn hồi đầu năm 2021, đâu đó quanh vùng giá 36 và đóng cửa bằng một cái nến mà chúng ta nhìn thấy bước trên của nến nó khá là lớn. Với mức thân đến khá là nhỏ thì nhiều khả năng cổ phiếu này nó sẽ có chịu cái áp lực điều chỉnh ngắn hạn trong một vài phiên sắp tới. Do đó thì nếu có mua vào thì anh chị có thể cân nhắc cái nhịp điều chỉnh trong một vài phiên tới, thì anh chị có thể cân nhắc đâu đó quanh vùng giá 33, là cái vùng 33 đến 33.5, là cái vùng mà có thể cân nhắc nếu anh chị quan tâm đến cổ phiếu PAN trong ngắn hạn. Cá nhân Du thấy như này, trường hợp của PAN thì mọi người người theo dõi thì mình thấy là nếu mà nhìn được kết quả cơ bản ấy, thì rõ ràng nó không có cái điểm mua là nó hợp lý đâu. Tại vì kết quả cơ bản của PAN tôi nhớ là trong mấy quý gần đây nó không tăng trưởng đâu, giá nó còn suy giảm. Mình thấy là giá PE 33 lần, EPS năm nay mới có 1.000 thôi, tại vì kết quả kinh doanh của nó mấy quý gần đây nó không tốt lắm. Mình thấy ví dụ kia 2021 thôi thì nó cũng không sự tích cực bằng, không sự tăng trưởng mạnh lắm so với năm trước. Như là người nhìn doanh thu đúng không, nó cũng tăng trưởng nhiều. Người thấy là mấy quý năm nay doanh thu lợi nhuận nó còn có vẻ đang sụt giảm, cái kết quả kinh doanh nó hơi tệ so với lại mấy quý của năm 2020. Nhưng mà cái động thái của PAN nếu mà nhìn về mặt cơ cấu cổ đông, các cái cổ đông lớn người ta đang bán thời gian gần đây rất quyết liệt, trong đấy có hai cổ đông lớn nước ngoài và thứ hai là ba là có SDI cũng bán. Trên trường đang có những cái lời đồn đoán về cái cổ đông mới của PAN, tức là sẽ có một cổ đông đối tác chiến lược ở đấy đang mút, thì anh Dung có lẽ cái chìa khóa tăng giá nó sẽ nằm ở đấy thôi. Nếu mà một cái tập đoàn lớn ở đấy của nước ngoài hoặc là của Việt Nam mà mua cổ phiếu này thì cái thông tin đấy thì chắc là mình kiểm tra các cái thông tin về việc đấy đâu, mình cũng chỉ nhìn thuần kỹ thuật và mình suy luận về cái câu chuyện mà cổ phiếu bị các cổ đông lớn bán vẫn tăng giá. Về mặt kỹ thuật giá dung nghĩ là trường hợp của PAN thì cái xác suất vượt cái đỉnh 36 thì mình nghĩ là tương đối cao, gần như chắc chắn. Tại vì về mặt kỹ thuật thì cái đỉnh cũ nó thấp như này, khối lượng nó thấp như này nó không phải là cái rào cản đối với lại cái lực mua như này đâu. Người thấy lực mua đợt này thanh khoản toàn 8-10 triệu phiên thôi, trong cái vùng đỉnh cũ cái thanh khoản nó chỉ có vài triệu, thì cái lực mua đấy hoàn toàn có thể nó cuốn phăng những người kẹt ở vùng đỉnh cũ này, không đáng ngại lắm.
Cái du nghĩa là cái kỳ vọng của ban ấy, giả định như là nó có những câu chuyện mới về mặt cơ cấu cổ đông mà mình không biết ấy, thì hoàn toàn nó có thể kỳ vọng là vượt cái đỉnh 36 được lên cái vùng đỉnh 45. Cái du hoàn toàn có thể cân nhắc được. Nó đang có những cái câu chuyện đồn đoán mà mình thì cổ phiếu bao giờ nó tăng một kỳ vọng, người thấy là cái kênh giá trước thì nó tăng giá khoảng 10 giá, giả định như mình mua cái vùng này với kỳ vọng là nó tạo một cái kênh giá cũ, kênh giá mới nó bằng kênh giá cũ, nó sẽ lên vùng khoảng 44-45. Cái xác suất vượt 36 mình phải bet cho cái xác suất nó phải vượt cái đỉnh 36. Thì An Dung nghĩ là mua trong cái vùng 32-34 này hoàn toàn có thể mọi người mua được. Thì ngày mai là cái phiên mà 21 triệu hàng giá rẻ về đấy. Thứ hai là các cổ đông lớn đang bán, nên ra là cái cơ hội mua giá rẻ trên vẫn là xuất hiện, cả những hoàn toàn có thể mạo hiểm được. Ví dụ như mình mua thế mà mình đặt một cái rủi ro là vỡ 30 mình cắt lỗ đi, tức là nó sẽ lỗ khoảng 8-10%. Và mình thấy là nếu mà đúng thì mình sẽ có một kỳ vọng nó khoảng gần 30% đúng không? Tức là khoảng 25%, lớn hơn 25%, nó khá xứng đáng mạo hiểm. Mặc dù cái câu chuyện cơ bản nó không tích cực, nhưng mà vì cơ bản không cực thì nên nó mới ở giá này. Nếu mà cơ bản tích cực thì nó đã không còn ở giá này. Nhưng mà kết quả kinh doanh trong 3 quý vừa qua nó tích cực, nó không còn ở cái giá bán gì nữa đâu, nó đã về đỉnh cũ, nó vượt nhiều thứ khác rồi. Thì cái xu hướng cuối năm của ngành lương thực phẩm nghiệp thì ban thì chúng mình nó sẽ hồi phục tốt thôi, cộng những cái thông tin về kỳ vọng về cổ đông mới nào đấy, cái chúng hoàn toàn có cái kỳ vọng về việc hồi phục của đỉnh cũ mạo hiểm được. Đây là một cái cơ hội chưa định mà chúng là có thể cân nhắc được. Nếu tính ra trong vài tháng qua thì cái diễn biến của ban nó không tăng nhiều đâu, nó gần như là trạng thái sideways nên nó chậm. Và thường những cái doanh nghiệp nào có những thay đổi về cơ cấu đông lớn, nhưng mà có những đông lớn cũng bán mà và có những người mới mua thì thường nó là góc nhìn tích cực. Thì bao giờ người mới người ta bỏ tiền ra mua, người ta chấp nhận bỏ tiền ra mua và người ta đem lại những cái kỳ vọng mới của đông nhỏ lẻ như chúng ta mà có những tích cực mình là được đó. Cái dùng cái câu chuyện này có thể nhắc được cái đề xuất của cái góc nhìn như cho anh chị mất tiếng rồi. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du ạ. Ở đây có anh một anh khách hàng có xin ý kiến về chiều nắm giữ cổ phiếu OCB. Thì anh Du đã trao đổi trong câu hỏi trả lời trước rồi ạ. Thì có cổ phiếu này chúng ta vẫn đang tích cực về ngắn hạn, anh chị có thể tiếp tục nắm giữ. Bên cạnh đó thì anh có hỏi thêm về chiều nắm giữ cổ phiếu ORS và CI. Anh Du chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này được không ạ? ORS thì nó là trạng thái công ty chứng khoán nhỏ và nó cũng khá tích cực, tại vì Tiên Phong Bank người ta mua lại, người ta giúp cái mảng trái phiếu ORS trong năm vừa qua tăng trưởng rất tốt. Thì anh Dung nghĩ chết định thì vẫn chết định được thôi, tại vì những doanh nghiệp mà ngày xưa nó lập gở thật nhưng mà bây giờ nó thuộc ngân hàng Tiên Phong thì nó là, thứ hai là thanh khoản nó cũng tốt và nó đang là xu hướng chung của ngành chứng khoán thì người tham gia chết định được. Hiện tại nó cũng đã vượt đỉnh vùng 30 rồi, người mua người chỉ cần đặt một cái stop loss là lỗ 7-8% là người cắt loss, và thứ hai là người để lãi nó chạy lên thị trường thôi. Đấy, cái cách chết định những cổ phiếu vượt đỉnh là như thế. Thì mình mua một cái giấc mơ là không có giới hạn trong đầu và mình chấp nhận một cái thiệt hại 8-8% là chuyện hoàn toàn bình thường. Bởi vì những cổ phiếu này nếu mà nó lên tiếp thì chẳng có kháng cự nào đâu, nó có thể lên 35-40-50 cũng là bình thường, vì nó không có cái kháng cự trước. Về mặt cơ bản của những cổ phiếu này nên chỉ có tìm hiểu một chút để mà mình chết định, mình đầu tư nó phải có cái niềm tin, và cơ bản thì nó sẽ giữ được giữ tốt hơn. Mình có thể tự tham khảo báo cáo phân tích về nó. Hiện tại thì nó cũng có những chuyển biến mà nó cũng chưa chuyển biến mạnh lắm, nhưng mà bao giờ chứng khoán nó mạnh thì cũng là đây cũng là cổ phiếu nhỏ trong ngành chứng khoán, nên là chắc chắn cái mức độ beta nó sẽ cao hơn những cổ phiếu khác. Người đấy ví dụ UBIBA tăng 3 lần lợi nhuận của nó cũng tăng trưởng rất là tốt đúng không ạ, gộp tăng trưởng 2 lần sau thuế tăng trưởng thuế cũng tăng trưởng ok. Chung là nó chưa có cái gì nó đột biến lắm, nhưng mà so với chính nó trước đây nó cũng là tốt hơn nhiều và nó cũng chứ đây cũng được. Cái dù thì thích những cổ phiếu mà nó thuộc tốt tốt như 4-10 bán hơn khác ngành bán nền tảng nó cũng sẽ hơn bởi vì SCS. Còn những mới mà có thay đổi và từ xấu sang tích cực ORS thì nó sẽ rõ hơn và chấp nhận được. Còn nếu như anh chị hiểu cái rủi ro nó thì chị tham gia được. Cổ phiếu nào Linh ơi? Dạ CI ạ. CI thì là trường hợp mà Du đánh giá tích cực trong mấy tuần trước với các anh chị
mình vẫn tin là cái xác suất nó về vùng kháng cự 26 hoặc là có thể vượt nó tương đối cao. Thì nó cũng giống như trường hợp của PAN ấy, tập CI cái xung lực của đợt này rất là tốt. Nó khác hẳn với lại xung lực của đợt bùng đỉnh cũ là đỉnh tháng 4 thanh khoản chỉ vài 3 triệu nhưng đợt này thanh khoản mới thấy là nổ thanh khoản toàn 80 triệu. Thế cái xung lực của người mua đợt này rất là khỏe. Cái dung nghĩa là mình cứ đặt tạm cái kỳ vọng ở vùng 26 vài tuần trước một lần cứ trao đổi và lúc mà mình trao đổi thì giá nó đang ở vùng 22 thôi. Thì đến vùng 26 thì nếu mà cổ phiếu nó vượt qua thì anh chị giữ tiếp vì nó đã vượt cái vùng 26 nó rất là đẹp, có thể tiến rất là xa về phía trước, nó không còn nhiều căn cứ trước nữa. Nhưng nếu vùng 26 nó phản ứng đến một hai phiên mà nó không vượt qua được hoặc là nó vượt theo kiểu nến đỏ này, tức là nó vượt trong phiên mà cuối phiên nó bị tội ngược lại, nó cụt xuống một lượng lớn lớn hơn trung bình phiên phiên trước thì nó vượt thì phải chốt lời thôi. Cổ phiếu này thì nếu mà ai nắm giữ trong thời gian ngắn qua thì đa số đang có lãi cả. Nhưng cái việc này nó cũng dễ nghĩ thôi, là đến cái vùng 26 mình quan sát, nếu mà nó vượt được tốt là và cuối phiên nó vẫn đóng trên mức đấy thì không nên bán, nên giữ tiếp. Còn nếu nó vượt rất mạnh mẽ trong phiên mà tụt lại cuối phiên hoặc là nó đi ngang vài phiên nó cũng vượt được ở vùng 26 thì có thể cân nhắc được chứ. Cảm ơn anh Du ạ. Ở đây một chị khách hàng có xin ý kiến của anh Du về cổ phiếu FCN và VOS. Thì anh có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Các con thì bán Du vẫn duy trì quan điểm là nó sẽ dích dắt tiến về vùng đỉnh cũ của 2017 là vùng 19 đó, thì nên tiếp tục nắm giữ. Không có gì quá áp lực cả. Tuần vừa qua nó cũng điều chỉnh một phiên nhưng mà cá nhân Du thấy là sau đấy một hai phiên nó đang hẳn gắn lại. Xác suất của phiếu này nó vượt lại cái đỉnh của tuần trước 17.5 nó tương đối cao, mình chưa thấy cái sự thoát hàng quyết liệt các cái big hand, cái tay to của cổ phiếu này. Nếu mà người thấy cái quá trình thu gom cổ phiếu này trong thời gian qua tốt như này thì không thể phân phối một phiên thì người ta ra được. Thường cái quá trình một phiên cái này nó mang tính là giật mình bán ra thôi, và mình nghĩ là cũng không có cớ thì mà cái đỉnh mà tận 2017 cái khối lượng thấp này mà không tiến được. Vực đợt này tốt hơn nhiều so với đợt đấy. Nghĩ là tiếp tục nắm giữ để đợi cái kỳ vọng lên vùng tầm 19 mọi người cân nhắc để bán ra. Bây giờ bán ra chọn thứ khác khó là mình. Từ những cái cơ hội mình đang cảm thấy yên tâm với nó và xu hướng đang tích cực thì mình tiếp. VOS ạ, VOS ạ. VOS thì nó hơi nhỏ và nó tăng tương đối nóng thời gian qua. Còn giữ cái trường hợp này thì nó hơi mạo hiểm một chút. Thì trước đây doanh nghiệp phải làm ăn thua lỗ và năm nay nhiên nó ngành vận tải biển nó tốt, nó đột biến lại. Nó không mang tính bền vững lắm đâu. Người ta book value thì cái cũng bị sai vòng 6.500 EPS năm nay tốt nhưng mà cái dư nhớ trước đây của kiểu nó kinh doanh nó thua lỗ rất là nhiều. Nó là trường hợp của yếu rủi ro đấy, không phải không rủi ro đâu. Người thấy là đang vẫn còn lỗ lũy kế hơn 500 tỷ. Nên nếu mà xét về book value thì nó chỉ dưới 10.000 thôi. Và đấy là trên sổ sách của mình không biết tài sản thực rồi. Và nó nên định giá lại nó như nào. Còn nếu thuần sổ sách như này thì đang tối đắt so với lại giá trị sách của doanh nghiệp và nhìn cái kết quả kinh doanh thì có lẽ là cái đột biến nó chỉ đến từ năm nay thôi. Các năm trước nó đang làm ăn rất là bê bết thì phải thận trọng lên một chút, nó mang nặng tính đầu cơ đâu. Thế là cổ phiếu này năm 2020 bị lỗ này, các năm trước làm ăn rất là bê bết, chỉ có năm nay thì ngành vận tải biển nó đột biến một năm thì những cái gì nó tốt một năm thì hay một quý thì mình phải thận trọng. Thì không phải là cái bền vững, thì thường người ta phải nhìn cái nền tăng trưởng nó vài ba năm có cái niềm tin để nhìn nó dài hơi hơn. Cái việc mà nó đang xấu hay tốt một năm thì nó có thể là câu chuyện ngắn hạn thôi. Và cổ phiếu này cũng tăng tương đối nóng trong thời gian qua rồi, tăng từ giá khoảng 4 năm lên đến giá hiện tại là 5 lần với một cổ phiếu mà đang có những cái khoản thua lỗ chưa giải quyết hết, không hề rẻ mà các bạn mà mình kỳ vọng nhiều đâu. Về mặt chiến lĩnh, nếu mà nhìn từ tháng 9 giờ nó là vùng sideways rồi, nó không phù hợp đỉnh mua mới, và đến những cổ phiếu nó vượt đỉnh và mua tiếp thì cá nhân là cũng do nhiều hơn cơ hội. Cá nhân mình đánh giá về cả góc độ cơ bản, cả cạnh kỹ thuật là không nên tham gia. Và nếu có thì có lẽ là nên cân nhắc một vài tháng tới, nếu mà các ngành cảng biển vận tải biển nó đồng thuận và lên vùng đỉnh cũ nó bị tụt lại thì có lẽ là phải bán lựa vào bán. Thì nếu mà nhìn cái theo cái giá vận tải biển trong một tháng qua thì nó suy giảm tương đối nhiều này. Tôi nhớ khoảng quanh 30-40% về giá vận tải biển của rất nhiều hãng. Thì mình nghĩ là ngành vận tải biển cảng biển thì nó thực ra nó có nhiều ngành đấy, là nó đảm nhiệm cái vai trò khác nhau thì cái mức ảnh hưởng sẽ khác nhau.
những doanh nghiệp nào về vận tải nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn, nhất là như Costco, và những cái doanh nghiệp mà về cảng biển hay là dịch vụ container thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng hơn. Thế nên là cái việc mà tiếp tục kỳ vọng những cổ phiếu mang tính đầu cơ mà ngành cảng biển, ngành vận tải biển nó vượt đỉnh tiếp là xác suất nó thấp hơn ở những cổ phiếu ngành cảng biển Zemedep hay là container Hải An này, vừa container mà vừa vận tải. VSC là container nó sẽ có tích cực hơn, nhưng mà vận tải biển vâng ạ, xin cảm ơn anh Du. Ở đây có chị khách hàng hỏi về cổ phiếu DPS và HLA, thì Linh chia sẻ một chút ở cả hai cổ phiếu này. Nếu anh chị nhìn về độ thị kỹ thuật của hai cổ phiếu này thì chúng ta thấy rằng là gần như không có giao dịch của hai cổ phiếu này, và hai cổ phiếu này cũng không có dữ liệu nhiều để chúng ta có thể phân tích được cổ phiếu này. Do đó thì tốt nhất anh chị này nên hạn chế tham gia những cổ phiếu mà không có cái thanh khoản là thứ nhất. Cái thứ hai là giao dịch gần như là không có một cái biến động gì đó trong ngắn hạn cả. Chúng ta nên hạn chế, tuyệt đối hạn chế tham gia những cổ phiếu này khi mà cái rủi ro của những cổ phiếu này nó khá là lớn. Các cổ phiếu này nó thuộc dạng là chắc là cũng cần phải biết đến nơi, chúng ta là giá khoảng 1-2 và thuộc dạng là trong tuần thì một phiên thôi, không phải là cổ phiếu có được giao dịch liên tục đâu, nó ra là cái rủi ro rất là lớn. Mọi người đừng nghĩ là cổ phiếu giá cao là rủi ro, cổ phiếu giá thấp là rủi ro. Ví dụ người mua cổ phiếu giá 100 mà nó giảm về 80, người mất có 20%, nó giảm về 50, người mất có 50%, rất là dễ để xử lý trong quá trình nó giảm. Nhưng một cổ phiếu mà giá 1 nó về giá 0 chẳng hạn, nó vì nó biết chẳng hạn, người có thể mất trắng. Hoặc là nó giá từ 0.2 về 0.1, người mất 50% một phiên, không phải ý cơ. Nhưng cổ phiếu càng thấp càng rủi ro. Thì ở 0.1 tức là cái giá thấp nhất trên sàn, mà nó vì nó biết nó về 0 là người còn mất trắng trong một phiên. Thật ra là đừng có nghĩ là giá thấp là rẻ, và đừng có nghĩ là giá thấp là rủi ro. Thường cổ phiếu nào nó lên giá chủ yếu nó phải phụ thuộc vào giá trị của nó. Nếu như chúng ta nhìn cổ phiếu mà đã có đầu cơ và chúng ta nghĩ là nó cũng tăng được 1-2 phiên, đó là cái cơ hội mà chúng ta chấp nhận rủi ro chúng ta chơi, thì cái xác suất mất trắng thì các du chứng kiến rất nhiều khách hàng được như thế rồi. Cái lời khuyên thì các du khuyên là người vâng ạ, thì ở đây cũng có chị khách hàng hỏi về AVF, SGO, cũng hai trường hợp này cũng giống hệt như HLA hay là DPS mà anh Du vừa chia sẻ. Tốt nhất anh chị nên tuyệt đối tránh những cổ phiếu này, cái rủi ro khi giao dịch cổ phiếu này nó rất là lớn. Ở đây một anh chị khách hàng có hỏi về chiều mua của cổ phiếu KDC và Nafood ạ, anh Du chia sẻ một chút hai cổ phiếu này được không ạ? Kinh đô thì nó vẫn là một trạng thái, nếu mà nhìn góc độ cơ bản thì nhiều bên đánh giá tích cực thôi, vì nó là một thương hiệu lâu năm rồi của Việt Nam rồi. Trước đây thì Kinh đô có một thời gian bán cái mặt bánh kẹo cho không nhớ là Moderna hay công ty đấy, rất là lớn, cái thương vụ rất là lớn. Sau đấy Kinh đô thì có chia cổ tức bằng tiền cổ đông, sau đấy có một thời gian nó bị ảnh hưởng rất là nặng. Nhưng mà trong một năm qua thì thấy Kinh đô quay trở lại với mảng kem này, rồi bắt đầu mở lại mảng bánh. Người có thể đọc báo cáo phân tích về Kinh đô, mà mình nhớ về Alex thì cũng có báo cáo phân tích về Kinh đô để người hiểu về cái, anh chị hiểu giá trị của doanh nghiệp này. Còn về ngắn hạn thì xu hướng nó thì hiện tại nó đang là sideways thôi. Người thì vào sang đi stock, người muốn tìm báo cáo phân tích kéo xuống dưới này. Ở dưới này nó sẽ có những báo cáo phân tích, các công ty chứng khoán là một người tham khảo ở đây, ví dụ báo cáo phân tích này, có báo cáo phân tích người tham khảo, có thể có nhiều công ty chứng khoán cùng phân tích về cổ phiếu này để đọc từng báo cáo sẽ hiểu về cơ bản hơn. Còn ở góc độ kỹ thuật thì nó đang là góc độ sideways thôi, và mình thấy là cổ phiếu này tính tự nhiên nó không cao đâu. Định giá hiện tại nó không quá đắt với một doanh nghiệp dạng có thương hiệu trong ngành về ngành chế biến thực phẩm. Bánh ngày xưa là bánh Kinh Đô này, rồi có cả dầu ăn này, cả mảng kem này. Nhưng nếu chúng ta nhìn là nếu mà chiết đinh thôi thì đơn giản, chúng ta chỉ cần nhìn đơn giản là từ tháng 6 giờ nó là sideways rồi, nó trong cái rất là hẹp 10%, nó đi ngang. Và cái đồ thị nó cũng hơi kỳ dị một chút, là các cái nến nó người ta nó và những cái nến rút chân liên tục, không thực sự tự nhiên lắm. Có vẻ nó cũng được duy trì cái thanh khoản nó ở cái vùng giá vùng này. Xu hướng của nó nếu mà nhìn từ năm ngoái rất là tích cực. Đây là xu hướng nó đã xảy ra rồi, và nó đang là xu hướng trung hạn, nó xu hướng ngắn hạn nó đang sideways. Anh dùng với cổ phiếu này khi nào nó đơn giản thôi, nó càng dài càng tốt thì nó sẽ thành nền phẳng này. Và khi nào nó có một cái giá vượt đỉnh, phiên rồi nó vượt đỉnh cuối cùng cao nhất là tháng 7 thì là giá khoảng số 4, người có thể quan tâm.
đấy nó sẽ có những tăng rất là mạnh. Với cái triển vọng kinh doanh hay là triển vọng cơ bản có thể nó tích cực hơn rất là nhiều. Cổ phiếu này cũng là một dạng cổ phiếu mà không có đỉnh phía trước nên nó có đỉnh, nó xứng đáng để trong để vào cho watchlist để quan tâm trong thời gian tới. Trước đây thì cổ phiếu này thường tăng vào mùa trung thu, nhưng bây giờ cái mảng bánh nó đã mất mấy năm và nó mới khôi phục lại chẳng phải năm sau thì nhớ được hơn. Còn ngắn hạn thì đã dùng và phải đợi thế nào nó có một cái phiên mà vượt qua vùng 64-65 trở lại thì mình sẽ quan tâm, hướng đấy nó sẽ tích cực. Cổ phiếu đó là Linh nhỉ? Dạ, Nafood ạ. Food ạ? NIF, NIF ạ. À, Nafood ạ? Vâng. Nafood thì trước đây là cái doanh nghiệp mà chắc tôi nhớ là trồng chanh leo và bán giống chanh leo. Chính Nafood cũng là doanh nghiệp mà bán giống chanh leo cho Hoàng Gia Lai rất là nhiều. Cả anh Du cũng đã từng về thăm doanh nghiệp ở Nghệ An rồi. Mình thấy là doanh nghiệp này thì quy mô vốn cũng nhỏ và nếu mà nhìn theo kết quả kinh doanh thì vẫn tích cực, không có gì đấy xấu cả. Nhưng mà nó không đột biến lắm, không tạo cái đột biến và cơ bản là mình chỉ vọng giá nó có thể có sự đột biến. Nên người thấy kết quả kinh doanh thì nó cũng thường thường thôi, nó ít nhất khoảng 1.500. PP hiện tại khoảng 19 lần, Facebook khoảng 1.8, bao nhiêu 15.6 nghìn, tức là định giá nó xem với nhiều doanh nghiệp trung bình thị trường thôi, nó không có gì đặc biệt. Thì sóng của nó thì cũng hơi khó chiết định đấy, nó có một vài nhịp sóng tăng tốt, còn như sóng mà tính từ tháng 8 ở đây nó là đang là sóng giảm. Cổ phiếu này bây giờ nếu mà mọi người mua sẽ là mang tính là mua để hồi phục, nó không hay lắm. Trong thị trường nó đang uptrend thì mình chọn cổ phiếu nào nó uptrend, còn hồi phục thì nó cũng không sự mạnh mẽ. Và cái triển vọng để vượt lại cái đỉnh cũ cái cũng chưa nhìn thấy cái gì cả, cái cạnh cơ bản của nó nghĩ là chiến lược yếu này nó mang tính là mua kỳ vọng hồi phục, giả định như nó hồi phục về cái vùng đỉnh cũ vùng 34 từ nay cuối năm ấy, thì cái mua ở vùng này thì xác suất có thể kiếm được 10% là tối đa. Nhưng mà đấy là xác suất là trong trường hợp hoàn hảo, hoàn toàn nó có thể nó chỉ hồi phục cái kênh giá này là cái khoảng 30 rồi đấy, rồi lại nó xuống tiếp là trường hợp bình thường. Nếu mà tính từ tháng 8 thì nó đang nằm trong giảm ngắn hạn, vẫn còn hướng này được. Chẳng nghĩ là hướng này cũng không nên tham gia, tại vì nó có nhiều cái cơ hội tốt hơn trong ngành lương thực thực phẩm và những công ty lớn hơn mà cái kết quả kinh doanh nó rõ rệt hơn, lộc trời chẳng hạn thì nó xứng đáng hơn. Còn những trường hợp Nafood thì nó năng tính động cơ hơn đấy, thế có những sóng năng rất là tốt đấy, nhưng mà cái tính tự nhiên của hướng nó không thực sự tốt lắm đâu. Sóng tăng rất là kỳ dị, có những cái đợt mà thanh khoản nó cũng mình cũng theo dõi, có thể thanh khoản nó cũng không tự nhiên cho lắm trong quá khứ. Thế là có những cái đợt mà thanh khoản nó rất là đều, và với mình những cổ phiếu nào mà nó không tự nhiên thì mình sẽ hạn chế phân tích kỹ thuật, vì nó đã không tự nhiên tức là nó có thể do một ai đấy quyết định thanh khoản đấy. Giao dịch của nó thì không nên đụng vào. Những gì mà phân tích được nó phải mang tính tự nhiên, nó phải là đám đông của nhiều cá nhân tổ chức người ta cùng giao dịch, nó mới gọi là thị trường. Tính thị trường hay nền kinh tế thị trường nó phải là do thị trường quyết định đấy, phân tích theo lý thuyết, còn nếu không phân tích được nó chỉ là ý chí của hai người. Vâng ạ, cảm ơn anh Du. Ở đây anh chị khách hàng có hỏi về cổ phiếu TNG thì anh Du đã vừa trao đổi ở phần trên rồi. Bên cạnh đó thì anh chị có hỏi thêm một cổ phiếu HHV. Thì Linh nghĩ rằng HHV nếu chúng ta nhìn thì cổ phiếu này đang giao dịch trong một cái vùng đi tích lũy trong một cái vùng từ quanh 20 cho đến vùng 22.5, và ngắn hạn thì cổ phiếu cũng chưa có một cái sự xác nhận ở cái vùng này. Do đó thì cá nhân Linh nghĩ rằng nếu mà anh chị giao dịch cổ phiếu này thì chúng ta nên chờ một cái tín hiệu cổ phiếu nó vượt hẳn lên trên cái vùng giá 22.5, đóng cửa hẳn ở trên vùng đó để chính thức xác nhận rằng là cổ phiếu đã vượt qua cái vùng tích lũy và tiếp tục cái xu hướng tăng giá, thì khi đó thì chúng ta mới nên tham gia ở cổ phiếu này. Còn khi mà cổ phiếu đang đi trong một cái vùng sideways thì tốt nhất chúng ta nên tiếp tục quan sát ở cổ phiếu này và chưa nên vội giao dịch khi mà cổ phiếu nó chưa xác nhận những cái tín hiệu tăng giá trong ngắn hạn. Một chị khách hàng có hỏi về chiều nắm giữ cổ phiếu KSB ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? KSB thì anh Du nếu mà nhìn thuần mặt kỹ thuật thì mình cũng thấy là tiếp tục nắm giữ được. Xu hướng của cổ phiếu này ngắn đến trung hạn thì nó vẫn đang tích cực đấy. Tức là nhìn từ năm ngoái này nó vẫn là tăng và nó đã vượt qua cái đỉnh 2017. Thì trước nó không có đỉnh nữa, nó chỉ có cái đỉnh
Cán áp ở tuần trước nó mới tạo ra vì nó tăng cực nóng trong thời gian qua thôi. Đã dung nghĩ là vẫn nắm giữ được, nó chưa gì xấu cả. Từ khi nếu mà trong một vài lần tới mà nó bước ngược lại cái kênh giá mà nó đã thiết lập từ tháng 7 đến giờ, thì nếu mà giả định thì nó phải bước ngược lại cái vùng khoảng 36, thì lúc đấy mới có cái áp lực mà mình phải cân nhắc cái việc thoát ra thôi. Còn hiện tại nếu mà nhìn theo xu hướng của nó thì vẫn rất là tích cực cả ngắn lẫn trung hạn, nó điều chỉnh một vài phiên nó đi ngang là chuyện bình thường, và những người nắm giữ cổ phiếu này trong 3 tháng 6 tháng hay 1 năm qua vẫn đang có lãi thì không gì tệ cả. Cổ phiếu này chỉ có lưu ý một chút là nó cũng sẽ liên quan đầu tư công và nó sẽ hưởng lợi được đầu tư công, và nếu mà nhìn báo cáo tài chính thì mình có một vài cái điểm mà mình thấy nó hơi hơi nghi ngờ một chút thôi về cái tài chính của doanh nghiệp này trong vài năm gần đây đó. Ví dụ như nếu nhìn kết quả kinh doanh thì mọi người thấy rất là tích cực, định giá PE cũng 10, triển vọng vẫn rất là sáng cái năm tới vì liên quan đến đầu tư công, cấp đá công book value rất là cao, cổ tức rất là đều đặn. Nhưng mà doanh nghiệp này từ khi mà đầu đính mau người ta thâu tóm thì mình thấy là cái báo cáo tài chính nó không được sạch như trước, các khoản phải thu thì nó tương đối lớn. Trước đây ví dụ người thấy là doanh nghiệp khoản thu chỉ 600-700 tỷ thôi, nhưng mà trong mấy năm gần đây thì khoản thu càng ngày càng tăng, thì nó cho thấy là cái việc bán thì vẫn tốt nhưng mà không được tiền nhiều lắm. Bởi thế là tiền mặt thì các năm gần đây có xu hướng đang giảm dần, thế là cái mình hơi hoài nghi một chút thôi. Còn những yếu tố khác của doanh nghiệp thì nó vẫn là tốt, nên là nếu mà anh chị theo phân tích cơ bản, anh chị khi phân tích cơ bản thì mình có cái đánh giá chính xác hơn ấy. Còn ở góc độ kỹ thuật cần dùng hoàn toàn có thể được, nó chưa có gì xấu cả, và mọi thứ vẫn chỉ là cái ngại một chút thôi, chứ không phải là cái gì nó quá nặng nề cả. Nhưng mình thấy là cái phải thu ngân hàng nó tăng tương đối nhiều, và mình thấy là hơi bất ngờ, và cái dòng tiền của nó bắt đầu nó càng ngày nó càng yếu so với trước đây. Đấy, lúc nào doanh nghiệp 200-300 tỷ thì chút có những cái nhìn ở góc độ cơ bản thì nó cũng hơi ngược lại một chút, tức là nó vẫn tốt thôi nhưng mà nó có một vài cái điểm mà mình nên đào sâu lên chút để tránh những rủi ro. Còn về kỹ thuật thì chưa gì xấu, khi nào nó thoái lui quá 36 thì mình nhận là rút ra, còn nếu không cứ giữ và không nên đoán định. Nhưng cách mà hay thường dẫn mọi người là mình cứ để chưa đi stop cho nó tiếp tục đi lên, khi nào nó vẫn được cái kênh giá ít nhất là bây giờ thời điểm tuần này là 36, còn sau này mới tăng dần nó lên. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du. Ở đây thì một vài anh chị khách hàng có hỏi về chiều nắm giữ cổ phiếu, ví dụ như là TVB, VIX hay là SHF, VCI, thì quan điểm của các chuyên gia là nhóm chứng khoán hiện tại vẫn đang là cái nhóm gọi là khỏe nhất ở thị trường hiện tại. Do đó thì nếu anh chị nào đang nắm sở hữu những cổ phiếu này thì anh chị hoàn toàn có cơ sở để anh chị tiếp tục nắm giữ. Và anh chị như anh Du có trao đổi để anh chị dùng những lệnh dừng lỗ để chúng ta gọi là hạn chế đoán định những cổ phiếu mà đang rất khỏe thời điểm hiện tại, như VD, VCI thì đã vượt đỉnh mọi thời đại, thì anh chị có thể sử dụng những lệnh dừng lỗ để anh chị có thể chốt lời động. Chúng ta cứ đặt những ngưỡng dừng lỗ, và khi nào cho đến khi nào mà cổ phiếu vi phạm những vùng đó thì chúng ta mới bán ra, còn không chúng ta cứ tiếp tục chúng ta nắm giữ để chúng ta hưởng chọn cái đà tăng giá của nhóm cổ phiếu này, khi mà nhóm này đang là cái nhóm mà tăng mạnh nhất thời điểm thị trường ở thời điểm hiện tại. Một câu hỏi cuối cùng của chương trình là một anh khách hàng có hỏi xin nhận định về cổ phiếu Jin, thì anh Du cũng đã trao đổi ở phần trên rồi ạ. Thì anh Du có thể trao đổi thêm một chút về cổ phiếu DHC không ạ? Là cổ phiếu cũng thứ 6 rồi, cũng có tín hiệu khá tích cực. Hôm thứ 6 rồi thì cũng có một số anh chị hỏi về cổ phiếu Jin, nhưng anh Du cũng trao đổi thẳng thắn là cổ phiếu này rất là tốt về mặt cơ bản, nó tăng trưởng rất là đều đặn nhưng mà nó không phù hợp với lại chiết định đâu. Anh Du thì quan sát nó mà nhiều lần mình cũng muốn nhảy vào chiết định của cổ phiếu này, nhưng mà mình thấy là cách đi của nó không phù hợp với chiết định cho lắm. Thì cơ bản nó rất là tốt, định giá vẫn là rẻ, giá cao, và nếu người xem báo cáo kết quả kinh doanh người thấy cái sự tăng trưởng của nó rất là đều đặn qua từng năm, doanh thu tăng trưởng rất là đều này, lợi nhuận gộp tăng trưởng này, lợi nhuận cuối cùng là tăng trưởng, đúng không? Người thấy các con số nó cứ nhảy đều từng năm, doanh nghiệp rất là tốt để nắm giữ theo góc độ cơ bản, nắm giữ dài hạn. Còn để chiết định ngắn hạn thì không dễ chiết định đâu, các cái sóng nhịp sóng nó cũng tương đối ngắn và nó giật lại rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà cứ giữ 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm hay 2 năm thì mới thấy là kết quả cuối cùng nhà đầu tư đem lại vẫn là cái kết quả chiến thắng. Nó phù hợp với đầu tư hơn. Và chiết định ngắn hạn ngay cả cái phiên hôm trước nó tăng tốt ấy, nhưng mà thấy phiên này nó lại chứng lại mà nó cũng không vượt đỉnh đâu. Mà kể cả cổ phiếu này nó vượt đỉnh, mà người mua thì chiết định vượt đỉnh. Hoàn toàn người có thể dính những cái cú mà nó lại lộn ngược như này. Mới thấy là cú vượt xong nó lộn ngược lại, có khi là vài tuần.
và khi người bán xong thì chán thì lại giật lên, đấy, giật xuống. Nó có những cổ phiếu cái đặc tính của nó sẽ buộc phải đầu tư hơn, vì trong đấy toàn dân đầu tư người ta cầm với nhau. Mình là một người ngoại đạo nó chết định chẳng hạn, nhảy vào thì sẽ thấy là như mới phù hợp với mình, và người ta sẽ nhìn mình với ánh mắt nó sẽ hơi hơi lạ lẫm, và thường chết định như thế thì mình sẽ khó để kiếm tiền. Những cổ phiếu nào nó có tính chất đầu cơ, tức là số đông cổ đông tham gia nó với mục tiêu đầu cơ, thì nó sẽ có những sóng mạnh mẽ, sóng rệt hơn. Nhất là ngành chứng khoán nhìn rất là rõ là cái làn sóng được tạo ra bởi các nhà đầu cơ rất là nhiều. Trong đấy tất nhiên có những nhà đầu tư giá trị nữa, nhưng mà số lượng gia đầu cơ tham gia nó có vẻ áp đặt. Nhìn những cái sóng tăng nó sẽ rõ rệt, thì chiết định nó sẽ thích hơn là mình chiết định một cổ phiếu mà nó quá nặng tính đầu tư. Trong đấy toàn ông chấp nhận chỉ nắm giữ 5 năm, 10 năm và người ta không áp lực thì đẩy giá cổ phiếu lên. Người ta chỉ đợi cổ phiếu tăng sau 1 năm người ta tận hưởng thành quả nó sau 3 tháng, 6 tháng, 1 năm cũng áp lực thì ngắn hạn. Nhưng với dân chiết định mà vào đấy nằm im một tuần hay một tháng sẽ áp lực. Cái điều khuyên là không nên cổ chiết định, tại nó cũng không phải là mô hình đẹp mà nó có đẹp của xác suất người lỗ trong ngắn hạn là tương đối cao. Mặc dù là cổ phiếu này trong dài hạn nó sẽ vẫn tiếp tục đi lên, nhưng mà để kiếm tiền từ nó phù hợp với lại những người kiên nhẫn và hiểu giá trị doanh nghiệp hơn. Thì chúng ta quan trọng nhất là phải hiểu được cái đặc tính của cá nhân mình, xem các cơ hội nó phù hợp hay không. Còn nếu chúng ta là dân chiết định thì buộc phải đi theo cổ phiếu chiết định thôi. Còn nếu chúng ta là dân đầu tư thì chúng ta phù hợp với những cổ phiếu đầu tư dạng này, nó sẽ phù hợp với nắm giữ dài hạn hơn. Cảm ơn anh chị và chắc là xin chào chị vì ở đây vì thời lượng cũng hết rồi. Cảm ơn anh Du. Do thời lượng chương trình có hạn nên là có những anh chị sẽ chưa được nhận được câu trả lời các chuyên gia, thì anh chị có thể để lại câu hỏi của anh chị trong đường link mà Linh gửi trong phần chat, thì các chuyên gia của trung tâm tư vấn đầu tư sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh chị ạ. Cảm ơn anh Du đã tham gia chia sẻ cùng với các nhà đầu tư ạ. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại anh chị trong chương trình lần tới ạ. Xin chào. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.